Chiều hôm qua, Bí thư Quyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân Quyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì cuộc họp thông tin về lễ hội khinh khí cầu Quyện Tri Tôn năm 2022 và sự kiện biểu diễn dù lượng bay giữa mùa lễ hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quyện kết hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Chiến thắng, Câu lạc bộ Kinh khí cầu Việt Nam tổ chức lễ hội Kinh khí cầu trong 3 ngày từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, trong đó gồm 14 quả kinh khí cầu cấp 1, ba quả kinh khí cầu cấp 7 có chở người bay tại chỗ với độ cao 25m. Đặc biệt điểm nhấn của lễ hội là các quả kinh khí cầu sẽ kéo lá cờ 200m vuông bay trên bầu trời tri tôn và 600 cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang đoàn viên hội họ viên học sinh xếp hình bản đồ Việt Nam chào cờ khai mạc vào sáng ngày 2 tháng 9 đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với hai đêm qua đăng tại phố đi bộ và sân đô bò phục vụ người dân đến check in và bay trải nghiệm khám phá nét đẹp của phố núi về đêm lễ hội sẽ có các đoàn khách tham quan từ thành phố hồ chí minh cần thơ phú quốc và một số doanh nghiệp đến khảo sát và tìm cơ hội đầu tư tại tri tôn đối với sự kiện bay giữa mùa lễ hội ủy ban nhân dân quyện sẽ kết hợp liên đoàn dù lượng thể thao thành phố hồ chí minh tổ chức trong 3 ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 Đúng vào dịp lễ Sendota của đồng bào Khmer, sự kiện gồm lễ hội đưa bò bảy núi cấp quyện và chương trình biểu diễn dù lượng, diều lượng và máy bay mô hình. Ngoài ra, tại hai sự kiện này, Quỹ ban nhân dân quyện sẽ kết hợp Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương phục vụ du khách.